Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách tháo cái ông máy Samsung S6 này ra, và đồng thời giới thiệu cho các bạn cái cách thay pin con máy S6 này. Đó thì đây là trên tay mình là cây máy Samsung S6. Đây là diện máy, diện mạo của cây Samsung. Ở đây thì những cái máy này thì nó bị rơi rớt, nó bị bể cái những cái góc cạnh màn hình này. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái cách tháo cái máy Samsung S6 này và cách thay cái cục pin của cái máy này. Máy ai mà bị hao pin, đang dùng mà tuột pin thì mình có thể tự tháo và tự thay pin ở nhà đã được. Thì đây là mình hướng dẫn cho các bạn, giới thiệu cho các bạn cái cách để mà tháo cái máy này ra để thay cái cục pin. Đó thì bây giờ mời các bạn cùng theo dõi mình thực hiện cái cách để mà tháo cái máy Samsung S6 này. Thì đầu tiên thì mình sử dụng cái máy sấy này để khò nóng cái nắp lưng này lên, cho cái keo xung quanh cái nắp lưng cái máy Samsung S6 này nó mềm ra để mình dễ tách cái này, nắp lưng này ra. Thì bây giờ mình thực hiện cho các bạn xem. Cái nắp lên. Cái nắp này nó rất dễ bị bể lắm, nên mình tách nhẹ nhẹ. Lớp ni lông mỏng rồi mình cũng đút vô để mình làm cho nó an toàn. Lấy cái ni lông mỏng này mình có thể cắt cái keo đi, dùng các cái thiết bị dao rồi nhiều khi nó cắt nó đứt, nó cắn nó bể. Cắt lần cái này, nắn lần nương tay. Đó, vậy là mình đã tách được cái nắp lưng của cái máy S6 này ra khỏi cái thân máy. Bây giờ mình tiến hành tháo những cái con ốc vít. Tháo những con ốc vít này ra. Đó là mình đã tháo ra những con ốc vít xung quanh cái thân máy. Bây giờ mình tiến hành mình lấy cái máy với lại nguyên bộ màn hình ra khỏi cái thân máy, cái sườn máy này. Đó, thì bây giờ mình ấn cái cục pin này nhẹ nhẹ, ấn cái cục pin này, ấn lên
tay này mình ấn vô cái cục pin này đó, mình lấn ấn lần lần nó sẽ cái màn hình với lại cái cục pin với lại cái máy nó sẽ ra chung với nhau. Lấy cái khay sim ra phải cắn khó đó, cắn từ từ nữa. Đấy, nó đã bung ra được rồi. Đó, thì bây giờ mình lấy luôn nguyên cả cái máy này, cái mình đã tiến hành lấy cái máy và màn hình ra khỏi cái sườn máy. Thì bây giờ mình đã lấy được cái màn hình với cái thân máy ra như thế này thì bây giờ mình chỉ có chia sẻ cho các bạn là thay cái cục pin cái máy này đó, còn thì ngoài ra mình không làm gì thêm ngoài cái đụng chạm gì tới cái main máy hết đó. Thì mình chỉ việc thay cái cục pin máy, thì bây giờ là mình gỡ, đây là cái socket của cái chấu pin nó gắn liền với cái thân máy ngay cái điểm này, mình gỡ ra. Thì mình lấy cái đầu dao hay đầu nhíp gì đó mình nại cái cục pin này ra. Đó, tách nhẹ nó ra. Tách nhẹ cục pin ra. Đó, tất nhà lấy cục pin ra. À, thì mình đã lấy được cục pin ra khỏi cái thân máy. Đó. Ở đây nó có cái keo nè, keo này nó dính vào cái thân máy này. À, thì các bạn thay pin thì ra ngoài tiệm mua cái cục pin mới vào rồi mình về mình bỏ vào lại. Mua cục pin Samsung S6 này. Rồi mình bỏ cục pin mới vào lại như thế này. Đó, ở đây thì mình cục pin này nó vẫn đang còn dùng được, cho nên mình chỉ có giới thiệu cho chia sẻ cho các bạn cái cách để mà bỏ pin, thay pin cho cái máy này thôi. Thì đó, thì mình các bạn mua pin mới vào rồi mình bỏ vào đây. Đó, nếu có keo thì các bạn dán thêm xi keo ở đây rồi cho mình bỏ viên pin mới vào, rồi mình cũng gắn lại cái chấu pin như vậy, cái pin của nó đây, nó có cái chấu pin tiếp xúc pin ở đây, mình gắn vào đây, gắn vào đó. Nó có cái gờ, nó tự nó mình bỏ ngay ngon là nó tự nó sập xuống, mình đè xuống là nó dính vào đó. Đó là như thế, thì mình đã chia sẻ các bạn cái cách thay pin như thế này. Đó, mình bỏ pin vào xong thì bây giờ mình cũng bỏ vào ngược lại trong cái sườn máy này. Mình bỏ ngược lại sườn máy này thì mình bỏ cái đầu có cái lỗ tai phone này vào trước. Ở đây cái camera này mình bỏ vào đầu camera. Cái này mình ốp vào trước. Đó, xong rồi mình cũng đè từ từ nhẹ nhẹ vào. Đó, đánh vào. Đó, cho nó sập vào đâu đó. Bây giờ mình bỏ sập vào
máy với màn hình sập vào với cái sườn đâu vào đó thì mình chỉ việc vặn ốc vít vào thôi. Vặn ốc vít vào. Đã ráp cái sườn máy vào với cái màn hình thân máy. Bây giờ chỉ còn lại là cái dán cái nắp lưng này vào. Gắn cái nắp lưng này vào. Mà trước khi gắn nắp lưng vào thì mình làm vệ sinh sạch sẽ những cái keo cũ, keo dơ trên này nè. Sau khi mình làm sạch keo trên nắp lưng và trên cái sườn máy thì bây giờ mình cho keo vào, keo mới vào cho nó dính cái nắp lưng lại. Đây mình dùng cái keo B7000 này. Sau khi bôi keo đều xung quanh cái sườn máy, cái thân máy thì mình chỉ việc bỏ cái nắp lên, úp lên đây thôi. Đó. Bỏ cho nó sập gòn xung quanh cái viền này. Đó, như thế là mình đã chia sẻ với các bạn cái cách mà tháo cái máy Samsung S6 này. Và thay cái cục pin cho cái máy S6 này. Đó thì các bạn có thể xem qua và tự tay mình thay cho cái máy của mình viên pin. Đó thì những gì mình biết và mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn có thể thay pin, tháo máy và thay pin tại nhà. Đó thì video của mình tới đây thì cũng xin được phép kết thúc. Các bạn thấy hữu ích thì hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh cho mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn vui vẻ và thành công.